Chào các bạn nha, bữa nay ta đi cái bú cơ lâu đây, chợ Vườn Hòa đây, nhà đó. Đơn giản vườn tược thế thôi. Cơ lâu. Đó, đơn giản là vườn tược thế này. Giếng nước này. Lá này, cây này, vườn mít này, cá hồ ấy. Làm cái kiểu lịch như này. Đấy. Nhà vườn. Đấy, cái nhà này đẹp này, nhà ngói này, thấy này. Nhà ngói, nhà biệt rô được thôi. Ở phòng được thôi. Nhà gỗ đẹp hay. Nhà đi là nhà phế liệu đó kìa. Nhà phế liệu thì nhà cũ thì dựng lại lên nó đẹp rồi. Bên này tôi làm lại nữa. Làm lại rồi đấy. Cái kiểu rồi nó đẹp, nó ngon. Rừng hiện đại. Thích nhất là nhờ gỗ. Vô đây đi. Vô đây chịu khó vô đây được đấy. Phong đường được đấy đó. Có thứ hờ đó. Hờ, không thấy mà. Thì cho thấy chứ thấy đó. Thay đồ. Thay đồ để chụp ảnh. Lũ gia bị sống. Thì sáu có hai gia bị sân sáu đấy là hở thấy.